Và nói tới luật của Hoa Kỳ ra thì để update cho các bạn thông tin mới nhất liên quan tới cái vụ kiện giữa Ripple và SEC. Thì chúng ta đã nhận được cái thông tin đến từ công ty Ripple là sau hơn 18 tháng và 6 lệnh tòa ra thì cuối cùng SEC đã giao tài liệu và email nội bộ của cựu giám đốc Hinman. Và tài liệu này đó là tài liệu liên quan tới tại sao mà giám đốc Hinman thông báo năm 2018 Ethereum không phải là chứng khoán trước cái hội nghị được tổ chức bởi Yahoo Finance. Nhưng mà nội dung của những cái email đó bây giờ chưa thể công bố được. Nhưng mà dựa theo những cái nội dung được đọc bởi công Ripple thì công Ripple nói là SEC đã không minh bạch và không rõ ràng, hành vi không tốt. Công ty Ripple bây giờ đã tự tin hơn về phương diện pháp lý, có nghĩa là dựa theo những gì được chia sẻ bởi Brad Garlinghouse, cái đội pháp lý của công ty Ripple đó, thì họ đang rất là tự tin về cái sự thắng kiện trong đợt này. Đương nhiên đây là lời nói phiến diện mà thôi. Điều mà chúng ta nên biết ở đây đó là còn rất là nhiều những cái điều chúng ta chưa có rõ, và cho đến khoảng chừng là qua tháng 11 đó thì chúng ta mới có thể biết thêm thông tin khi mà chúng ta có cái lời phản bác cuối cùng đến từ SEC theo Thuần biết là khoảng chừng giữa tháng 11 đó. Thì để Thuần tóm tắt lại cho các bạn thấy tình hình bây giờ ra sao, thì cái mà trọng điểm của cái vụ kiện này đó chính là cái luật gọi là Howey Test. Thì Howey Test là một cái luật để chứng minh một tài sản nào đó là chứng khoán, và một tài sản nào đó là chứng khoán đó thì sẽ dựa vào 4 yếu tố. Và điều quan trọng các bạn nên hiểu đó là 4 yếu tố đều phải có mặt để chứng minh đó là một chứng khoán. Thì 4 yếu tố đó là gì? Thứ nhất đó phải là một cái khoản đầu tư bằng tiền. Thứ hai đó là đầu tư vào cho một doanh nghiệp chung. Thứ ba đó là với kỳ vọng lợi nhuận. Và thứ tư đó là kỳ vọng lợi nhuận chủ yếu đến từ nỗ lực của một người khác, đó chính là cái doanh nghiệp chung. Thì cả 4 yếu tố này đã cần phải có để chứng minh đó là một chứng khoán. Đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy không ai nói Bitcoin là chứng khoán hết. Tại vì đúng là các bạn dùng tiền đầu tư về Bitcoin, nhưng mà Bitcoin đâu có doanh nghiệp chung đâu. Và các bạn đầu tư Bitcoin thì đâu có công ty Bitcoin đứng ra để mà nỗ lực khiến cho giá của Bitcoin tăng lên đâu. Cho nên không thể nào là một chứng khoán được. Nhưng mà ngược lại đó, chúng ta nhìn vào những cái đồng khác đó thì chúng ta thấy được là bây giờ chúng ta đi vào một cái vùng mà nó màu xám rồi. Có thể là phải, có thể là không phải. Cho nên đây là cái vụ kiện liên quan giữa SEC và Ripple. Thì SEC nói đó đồng XRP là một chứng khoán tại vì 4 yếu tố này đó đều hội tụ. Nhưng mà công ty Ripple đó thì lập luận là không hẳn đâu. Đương nhiên nhiều người phải bỏ tiền ra để mua XRP, nhưng mà không có một cái doanh nghiệp chung nào ở đây hết á. Công ty Ripple là công ty Ripple, XRP là XRP. Công ty Ripple đó là kinh doanh nhiều sản phẩm, không phải sản phẩm nào cũng sử dụng XRP hết. Điều kế tiếp đó đương nhiên là một số người kỳ vọng lợi nhuận chủ yếu từ cái sự tăng giá của cái token. Nhưng mà cái sự tăng giá của token XRP đó thì có thể là tại vì nguồn cung và nguồn cầu trên thị trường, chứ không hẳn là nỗ lực của công ty Ripple đâu. Một công ty nào đó có thể là chấp nhận thanh toán bằng XRP mà không cần phải thông qua công ty Ripple, cho nên cũng không hẳn là tất cả nỗ lực đó đều đến từ công ty Ripple. Cho nên đây là cái sự tranh cãi hiện bây giờ, và đứng chính giữa sự tranh cãi đó đó chính là đồng Ethereum. Tại vì SEC đã từng nói Ether không phải chứng khoán, thì tại sao Ether không phải là chứng khoán? Thì đó là cái sự kiện tại sao mà muốn tìm hiểu những cái email đến từ cựu giám đốc Hinman. Và dựa theo Brad Garlinghouse thì nói là giám đốc Hinman đã từng được tư vấn bởi pháp lý của SEC, nói là nếu như mà giám đốc Hinman chia sẻ Ethereum không phải là chứng khoán đó thì sẽ dẫn đến có thể là nhiều cái sự xôn xao trên thị trường. Tại sao Ether lại không phải chứng khoán mà những năm khác lại phải là chứng khoán? Thì đó là cái tài liệu mới nhất Thuần muốn chia sẻ với các bạn. Nói chung đó, thì ở bên công ty Ripple họ nói là họ có lòng tin hơn về cái vụ kiện này, khả năng họ cảm thấy được là họ sẽ thắng. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa có biết kết quả đâu các bạn. Khả năng đó thì nếu như mà mọi việc suôn sẻ đó thì có thể là cuối năm nay chúng ta sẽ có cái kết quả của cái vụ kiện này. Còn nếu như không nó sẽ kéo dài vào tới năm sau luôn đó các bạn. Điều cốt lõi ở đây đó là SEC phải chứng minh được là cái sự lên xuống giá của đồng XRP đó là liên quan trực tiếp với công ty Ripple. Đó là điều mà họ phải chứng minh được ở đây, một cái doanh nghiệp chung. Và công ty Ripple đó khi mà bán đồng XRP thì dùng số tiền đó để cùng nhau hợp lại và kinh doanh công ty Ripple để mà làm tăng giá đồng XRP. Khi mà có ra thông tin về cái vụ kiện này thì Thuần sẽ chia sẻ thêm với các bạn. Còn nhiều bạn hỏi Thuần đó là tại sao mà công ty Ripple đã không có đàm phán để mà giải hòa với lại SEC giống như là EOS. Cái câu trả lời đó rất đơn giản là tại vì bên của công ty Ripple đó họ vẫn còn rất nhiều đồng XRP chưa có bán, và họ nói là chỉ khi nào mà SEC đồng ý giảng hòa với họ nhưng mà vẫn cho phép họ tiếp tục bán đồng XRP trong tương lai thì họ mới chấp nhận giảng hòa mà thôi. Nếu không họ sẽ không chấp nhận. Không giống như là EOS ấy, họ không còn bán token nữa cho nên họ có thể là đóng phạt, giảng hòa vào SEC coi như là xong. Nhưng mà XRP thì không phải như vậy. Các bạn thấy Ripple vẫn còn rất nhiều XRP chưa có bán. Đó là điều mà quan trọng ở đây. Họ cần SEC cho phép tiếp tục bán XRP trong tương lai thì mới giảng hòa. Một thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là thông tin liên quan đến Polkadot mà nhiều bạn cũng hỏi Thuận. Thì chúng ta có thông tin mới đầu đọc đó, thì đọc là Gavin Wood đã thông báo từ chức CEO của Parity Technology, công ty đứng sau lưng Polkadot. Thì đã có nhiều bạn hoang mang khi mà nghe tin này, thì chưa gì hết á, là nhiều bạn đã comment thỏa thuận về sự kiện này. Thì đầu tiên hết á, nếu như các bạn nghĩ là Polkadot sẽ sụp đổ chỉ vì một người rời khỏi chức vụ đó, thì có thể bạn nên xem xét lòng tin của mình về Polkadot và tính phi tập trung của cái dự án này. Đúng là chúng ta đã từng có nhiều dự án khi mà founder rời khỏi đó thì dẫn đến dự án đó không có như trước đây nữa. Chúng ta có thể nhìn thấy rất rõ ràng là Litecoin như thế nào sau khi mà Charlie Lee bán hết Litecoin của mình. Các bạn có thể nhìn thấy được là EOS như thế nào sau khi mà Dan Larimer rời khỏi dự án thì kết quả ra sao. Nhưng mà đối với lại Polkadot thì nó khác một chút. Tại vì tin tức đó thì lúc nào cũng chọn một cái tiêu đề giật gân như là Gavin Wood của Polkadot từ chức, không nằm CEO của Parity nữa. Nhưng mà tin thực sự đó đáng lý phải là Parity Tech bổ nhiệm John Wagner, người đồng sáng lập và lãnh đạo kinh doanh của Parity làm CEO. Còn về Gavin Wood, đó, người sáng lập Polkadot và lãnh đạo kỹ thuật đó sẽ nhận cái chức mới, đó chính là cái chức kiến trúc sư trưởng. Và điều này đó sẽ cho phép Gavin tập trung vào nỗ lực và chiến lược kỹ thuật. Có nghĩa là cái điều mà Gavin Wood thích làm. Gavin Wood nói là không có thích làm CEO, đó là một cái chức vụ mà đòi hỏi là phải đi họp rất là nhiều hàng ngày và cũng phải có chiến lược kinh doanh. Gavin Wood chỉ thích tập trung vào cái chiến lược kỹ thuật mà thôi và tạo ra kiến trúc để mà phát triển hệ sinh thái Polkadot sau này. Thì đối với Thuận, tin tức này cũng tương tự như là Michael Saylor từ chức CEO để nhận chức chủ tịch điều hành của MicroStrategy để có thêm thời gian suy nghĩ chiến lược phát triển công ty về Bitcoin. Thì đối với Thuận, đây cũng không phải là cái thông tin gì xấu đâu các bạn. Gavin Wood thì vẫn tiếp tục ở lại, vẫn là cổ đông lớn của Parity và sẽ giữ một cái chức vụ là kiến trúc sư trưởng và sẽ chú tâm vào phát triển kỹ thuật, cái mà Gavin Wood rất là thích làm từ xưa đến giờ. Bản thân Thuận nên thì không có lưu trữ Polkadot hiện tại, nhưng mà nào mà lưu trữ Polkadot á, thì nghĩ sao về thông tin này hãy comment ở bên dưới. Và hôm nay là Chủ nhật thì cũng như là hàng tuần chúng ta sẽ cùng nhau dành một ít thời gian để mà chung bình giá tuần này. Ngày mai Thuận chia sẻ cái danh mục đầu tư mới nhất của Thuận với các bạn. Nhưng mà hôm nay chúng ta hãy cùng nhau để mà chung bình giá. Thì các bạn thấy được là trong vòng bao nhiêu tháng qua đó, khoảng chừng Thuận nhớ là 5 tháng rồi, chúng ta đã cùng nhau chung bình giá. Thì chương mục này bây giờ đó là đang âm 29% nhưng mà chỉ mới 5 tháng mà thôi. Chúng ta chung bình giá phải cần một thời gian dài, 2 năm, 3 năm thì mới biết kết quả được. Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục chung bình giá. Thì mỗi tuần Thuận sẽ trung bình giá 100 đô Bitcoin và 100 đô Ethereum. Để Thuận hôm nay mua 100 đô BTC. Thì với cái mức giá hiện tại đó, để Thuận refresh lại, 100 đô có thể mua được bao nhiêu BTC các bạn? 100 đô có thể chỉ mua được 0.0051 BTC mà thôi. Thuận sẽ bấm submit. Rồi chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự đối với lại Ethereum. Thì 100 đô chúng ta có thể mua được bao nhiêu Ethereum? Chúng ta có thể mua được là 0.0073 Ether. Thuận bấm submit. Thì coi như là chúng ta đã thành công trung bình giá cho tuần này. Đây là danh sách mua hàng tuần của chúng ta, mỗi tuần 100 đô. Nhưng các bạn thấy là mới nhất là ngày 23 tháng 10 100 đô. Ethereum cũng như vậy, các bạn thấy được là 100 đô ngày 23 tháng 10. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và các bạn có một cái cuối tuần vui vẻ. Một lần nữa, nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng Thuận Capital thì hãy bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi, như là các bạn có thể tìm hiểu những cái ưu đãi như là nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những sàn như là sàn Bybit, Binance, sàn FTX và một số những cái dịch vụ khác như mình nhìn thấy trên màn hình. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, gotta